Hello mọi người nhá. Đó thì mình lại tiếp tục xả lỗ mọi người ạ. Cực kỳ nhiều ổ xe luôn. Đó. Trước nào trước đấy thì mình sẽ xả lỗ tối đa mọi người là 5 củ luôn mọi người nhá. Cực kỳ nhiều luôn. Đó, stick đầy đủ hết mọi người ạ. Đó, cực kỳ nhiều luôn. FZ750 mọi người ạ. Đó, LA mọi người nhá. Cực kỳ nhiều luôn. Ở đây có chiếc CBF mọi người ạ. Đó, xả lỗ mạnh cực mạnh luôn mọi người nhá. Mở trước thì mình xả lỗ cho mọi người 5 củ luôn. Đó. Mọi người nhanh tay chốt đơn nhá. Cực kỳ rẻ luôn. Đó, duy nhất chỉ ngày hôm nay thôi. CBF chỉ có giá là 30 củ khoai thôi. Đó. Rất chơi nhiều mẫu xe mọi nhá. FZ này, LA này. Đó, hạc lây xả lỗ cực mạnh luôn, còn 99 củ khoai. Honda Stick độ kiểu dáng hạc lây chỉ có giá 119 củ khoai thôi. Đó, Stick nguyên bản đấy mọi nhá. Đó, chỉ có giá 90 củ khoai. Honda Hornet chỉ có giá là 65 củ khoai thôi. Đó, xả lỗ cực mạnh mọi nhá. Đó, mình xả lỗ tối đa mọi người. Đó, thấp nhất là 5 củ khoai, còn nhiều nhất là 15 củ khoai luôn. Đó, G-Pick Legion này, G-Pick Radian này. Đó, G-Pick Radian chỉ có giá là 39 củ khoai, G-Pick Legion chỉ có giá 21 củ khoai mọi nhá. Đó, còn rất chơi nhiều mẫu xe luôn. Mọi người nào mà ưng kết trước nào thì hãy tả tim trước đấy mọi người nhá. Đó, cực kỳ nhiều mẫu xe luôn mọi người ơi. Đó, nhanh tay chốt đơn lẹ nhá.